Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề quốc gia Phi châu Sudan. Theo như bản tin của Epoch Times ngày hôm qua, quân đội của Sudan đã bắt giữ thủ tướng và nhiều thành viên nội các đấy. Quý vị thấy các cái quốc gia mà bây giờ nó nghèo, nó loạn, Mỹ yểm trợ cho cái bọn làm loạn của Cộng sản. Theo như bản tin của Bộ Thông tin Sudan hôm thứ Hai cho biết rằng quân đội đã tiến hành bắt giữ thủ tướng lâm thời và nhiều thành viên cao cấp trong nội các, phong tỏa các cây cầu tại thủ đô Khartoum. Bộ Thông tin gọi những hành động mới nhất của quân đội là đảo tránh về quân sự. Những tin tức đầu tiên về quân đội tiếp quản quyền lực điều hành đất nước Sudan nổi lên từ sáng sớm ngày 25 tháng 10. Đến giữa buổi sáng, Bộ Thông tin đã xác nhận Thủ tướng tạm quyền Abdallah Hamdok đã bị bắt giữ và được đưa tới một nơi bí mật. Loan báo trên Facebook, Bộ Thông tin cũng cho biết nhiều viên chức cấp cao cấp trong nội các của ông Hamdok đã bị bắt và không rõ bị giam ở đâu. 4 năm làm Tổng thống của Donald Trump, thế giới êm đềm, nước Mỹ êm đềm. Mặc dù cái bọn Black Lives Matter nó cố gắng làm loạn, nó đâu có được. Đấy, nghe cái chuyện bảo George Floyd, Nancy Pelosi, Kamala Harris, Schumer quỳ lại một cái tên ra tù vào khám 8 lần trong vòng chưa đầy 10 năm. Đủ tội cướp bóc hiếp dâm không còn thiếu. Thế mà tên Pelosi quỳ lại như là một lạy thánh sống. Joe Biden cũng quỳ lại. Mà đến giờ này, Black Lives Matter cũng không lên nổi. Tại vì tôi nói với quý vị, xã hội này là của da trắng. 1.000 thằng George Floyd cũng có sọt rác. Chứ không phải như là có một vài tôn giáo tuyên bố cả chớn. George Floyd là một con người ngay thẳng. Đúng là thứ quỷ. Theo ba viên chức của Sudan giấu tên, gồm có Thủ tướng, Bộ trưởng Công nghiệp, Bộ trưởng Thông tin, lãnh đạo Hội đồng Chủ quyền và cố vấn về truyền thông của Thủ tướng. Bộ Thông tin Sudan cho biết thêm rằng Internet trên toàn quốc đã bị hạn chế tiếp cận sau khi nổi lên các tin tức về quân đội bắt giữ quan chức, các viên chức dân sự. Nhóm ủng hộ dân chủ chính đảng Cộng sản Sudan đã phát đi tuyên bố riêng. Đấy, quý vị đã thấy chưa? Nước Mỹ này nó theo Cộng sản, theo Tập Cận Bình, thì thế giới này nó đổi ra Cộng sản nhanh lắm. Y như là cái thời mà đề tăng của Jimmy Carter, quý vị nhớ không? Miền Nam mất, Campuchia mất, cả Á Châu mất, ngoại trừ Thái Lan, là nhờ có Anh Quốc. Cho nên Cộng sản không dám hó hé. Và bây giờ cái tình trạng ấy đang xảy ra dần. Tòa Bạch Cung Mỹ theo Cộng sản, thì châu Phi, châu Mỹ, châu Úc toàn ra vấn đề Cộng sản ảnh hưởng vô cùng. Sau khi hàng nghìn người đã tràn xuống đường tuyên bố thủ đô Khartoum để bày tỏ theo đường lối của xã hội chủ nghĩa, sự vụ hôm 25 tháng 10 và Mỹ và Liên minh Âu Châu lập tức lên tiếng bày tỏ gì? Quan ngại, cả chớn. Nó đánh nhau, nó giết nhau, đưa Cộng sản lên, mà thằng Mỹ nói rằng là tỏ vẻ quan ngại. Có phải thằng Mỹ là thằng cà chớn không? Thế nhưng mà quý vị yên tâm đi, dù cho đến cả thế giới này nhuộm đỏ hết, cuối cùng Cộng sản vẫn thất bại. Tôi đưa bằng chứng liền. Tập Cận Bình này đối với Liên Xô có là cái gì không? Không, bằng một góc. Đô la thì nhiều hơn Liên Xô, nhưng mà nó dốt và nó nghèo. Cho nên là Liên Xô mạnh và giỏi nhất thế giới tan, trong khi ông Reagan chưa có một viên đạn nào bắn cho Liên Xô. Đức Cố Giáo Hoàng Thánh John Paul đề nhị không có một miếng đoạn sắt nào để mà có thể giết được thằng Liên Xô. Thế mà Liên Xô tan ra mây khói, không tốn một viên đạn của thế giới tư bản. Thế thì bây giờ Tập Cận Bình bang cảnh Cộng sản gà chết này thì vẫn sột rác cho làm cái gì. Cho nên là quý vị thấy rằng chúng ta rất hay, là vì chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Và nhất là Thiên Chúa nói ta là sự thật, ta là đường đi. Cuối cùng tất cả những cái chế độ độc tài Cộng sản nó là đống rác, không hơn không kém. Tôi nói là có bằng chứng. Quý vị thấy sau khi Liên Xô sụp đổ thì cả một cái khối Đông Âu 15 quốc gia Cộng sản sụp đổ.
Thế là quý vị bảo thế tại sao thằng Tàu Cộng nó không sụp đổ, thằng Việt Cộng nó không sụp đổ? Dễ hiểu thôi, bởi vì cái dân Việt Nam mà cái dân Tàu Cộng là cái dân nó chỉ mò ăn ngủ tứ khoái, nó có biết gì đâu, nó có hơn nhiều con vật đâu. Chứ nếu nó chung nó là những con người không phải là con vật thì Cộng sản làm gì có chỗ đứng như là dân Âu Châu, quý vị thấy không? Nước Pháp nó tự do như vậy mà giờ này Cộng sản có xen vào được không? Và nó có đang Cộng sản không? Có. Nó đào tạo ra những cái tên theo Cộng sản của dân da vàng. Vào những năm thập niên 50-60, những cái tên da vàng mà được quốc gia Cộng hòa Việt Nam nuôi ăn đi học ngoại quốc, chúng nó cải trớn ba cái thằng người không ra người, ngợm ra ngợm, đồ súc xanh, nó lại đi theo Cộng sản. Những cái tên có bằng tiến sĩ cũng lại đi mò về với Cộng sản, ở trong khu tư khổ như con vật. Cuối cùng bất mãn thì đã rơi vào giỏ rồi, còn gì nữa. Đứa thì luật sư, đứa thì văn sĩ, đứa thì kỹ sư, đứa thì triết học. Toàn một lũ súc xanh nó về nhà với Cộng sản, cuối cùng giờ này nó làm khổ cả nước. Chúng nó không phải là người, chúng nó đọc cái miệng như con vẹt thôi. Như tiến sĩ, luật sư, kỹ sư, bác sĩ mà toàn là con vẹt hết. Cho nên cả một lũ cả trớn về Việt Nam lại cuối cùng đi xuống hố. Mà nó làm cho dân chúng Việt Nam xuống hố. Bao nhiêu đảng phái, bao nhiêu tổ chức toàn là một lũ sọt rác hết. Thì đấy, mở bằng chứng ra hải ngoại đến bây giờ, bao nhiêu đứa sưng này sưng nọ, quý vị có làm được cái gì đâu. Ba thằng trẻ con này ăn đồng tiền với gái của Cộng sản, thế là đi ra làm những cái chuyện nhục mạ cho quốc gia dân tộc. Rồi cái chuyện của Sudan mới là một cái bản tin sơ khởi. Hiện nay Liên minh Âu Châu là cái ông Joseph Borrell, ông ta nói rằng là Liên minh Âu Châu cực kỳ lo lắng. Đấy, Hoa Kỳ thì là quan ngại và Liên minh Âu Châu lo lắng. Quý vị biết rằng là nước Sudan là giành độc lập từ Anh Quốc và Ai Cập năm 1956. Sudan đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính quân sự. Cái này dễ hiểu, dân Sudan là dân mọi phi châu, quý mọi người đâu biết. Còn cái dân Đông Dương là cái dân Á Châu, là một cái dân gọi là gì? Bán khai. Nửa người là mọi, nửa người là người. Khi nào nó đi theo tao đi thì nó gọi là người. Nhưng mà nó đi theo Cộng sản nó là mọi. Cho nên quý vị thấy không? Campuchia, Laos, Việt Nam toàn là một lũ mọi. Giờ này vẫn còn cho cái tụi mọi nữa đè đầu đè cổ. Tàu Cộng thì là còn đại mọi. 1.400 triệu giờ này cũng ăn nằm cho ba cái thứ cà trớn để điều khiển đất nước. Thì quý vị thế làm sao mà không gọi là mọi? Trong khi những dân tộc văn minh thế giới bỏ hết Cộng sản rồi. Anh, Pháp, Mỹ, Đức có dân tộc Cộng sản đâu. Nga cũng không có Cộng sản nữa. 15 quốc gia Đông Âu cũng không còn Cộng sản. Tụi nó da trắng nó khôn mà dân da vàng, loài súc xanh giờ này vẫn còn đi theo Cộng sản. Mấy cái thằng căn ngũ ra ngoại quốc này bây giờ nằm cũng còn ca tụng Cộng sản, mang tiếng là luật sư, là giáo sư, là bác sĩ, toàn một lũ súc xanh hết. Dân tộc khổ như con chó. Cho nên chúng ta phải công nhận rằng nước Mỹ là một cái nước tôn thờ Thiên Chúa, không bao giờ có Cộng sản. Bây giờ có ba cái thứ ăn tiền nó đi theo thế, chứ không phải dân Mỹ Cộng sản. Bằng chứng là mấy cuộc thăm dò vừa rồi, Viện Gallup nói 80% dân Mỹ người ta không thích theo cái bọn Cộng sản. Ngay cả cái đảng Dân Chủ là một cái đảng bây giờ nó đang đi theo những tên cán ngố, nó đi theo Cộng sản. Mà dân chúng bây giờ người ta vẫn không thích, người ta vẫn có một cái sự hiểu biết của một cái dân tộc có học và một dân tộc đã có một cái truyền thống tốt đẹp về tôn thờ Thiên Chúa từ lâu nay. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa là Nhật Bản lần đầu tập trận quân sự kể từ sau đệ nhị thế chiến. Theo tờ Epoch Times cho biết, nhằm chuẩn bị cho khả năng nổ ra vấn đề chiến tranh nếu mà tàu cộng nó khủng. Bởi vậy cho nên một lần đầu tiên kể từ năm 1945, Nhật Bản có một cái hành động tuyệt vời về vấn đề quân sự. Theo như bản tin ngày 23 tháng 10 đi cho biết là tăng chiến khoảng 100.000 quân với 20.000 phương tiện và 120 máy bay. Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận với phạm vi quốc tế, tập trung vào khả năng chiến đấu sẵn sàng để cho Tàu Cộng biết rằng là nước, tại vì bữa trước Tàu Cộng tuyên bố
cái thằng bé gì nó của ngoại giao, thằng Vương Nghị thì phải. Vương Nghị nó bảo rằng nếu mà tàu Nhật mà dính vào vấn đề Đài Loan thì tàu nó sẽ đánh tan nước Nhật trong vòng 3 ngày. Thì vấn đề Nhật nó thể hiện cho tàu biết rằng tàu dốt, tàu đói ăn. Cho nên mới đưa 100.000 quân với 20.000 phương tiện, đây có nghĩa là tàu chiến, khu trục hạm, chiến hạm, diệt lôi hạm, tàu ngầm, cộng thêm 120 máy bay, quý vị thấy không? Nó đưa cả một cái quân đội hùng hậu, lính như 100.000, các chiến hạm, diệt lôi hạm 20.000 hải quân và các phi cơ chiến đấu oanh tạc, 120 phi cơ chiến đấu oanh tạc tham gia vào cuộc tập trận quy mô để cho thằng tàu cộng biết rằng Nhật đang sẵn sàng để mà diệt tàu cộng. Đó. Vì những năm gần đây tình hình khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đã trở nên căng thẳng, vâng, tàu cộng tỏ ra hiếu chiến. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng của tàu cộng gọi là cơ quan phòng dân sự cho biết là ông Noriko Yokota nói rằng là cuộc tập trận lần này là nước Nhật tập trung vào để nâng cao cái hiệu quả chiến đấu cho tàu cộng mở mắt mà quan sát. Từng đơn vị đang thao diễn cho mục đích này, đang chuẩn bị để có thể phản ứng một cách tự tin nếu cần phải thực hiện khi mà tàu cộng muốn tấn công. Và để cho tàu cộng biết rằng là sẽ gặp một đối thủ kinh khủng, đó là Nhật Bản. Từ quân sĩ cho đến người dân nước Nhật của xứ Phủ Tang đã từng mệnh danh rằng mặt trời không bao giờ lặn trên nước Nhật. Là như thế. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.